Lê Vi Ký chương 16 ngày nễ chuộc tội Chúa phán với môi xe sau khi hai con trai của Aaron chết vào lúc họ đến gần Chúa Chưa phán dạy môi xe rằng con dặn Aaron anh con không phải bất cứ lúc nào muốn là có thể vào nơi trí thánh phía sau bức màn là nơi có nắp chuộc tội trên dương giao ước nếu bất tuân sẽ chết vì ta có mặt trong đám mây bên trên nắp chuộc tội. Đây là cách Aaron vào trong nơi thánh. Phải đem theo một con bò đực làm của lễ chuộc tội. Và một con chiên đực làm của lễ thiêu. Aaron phải mặc áo dài thánh bằng vải gai. Quần cột lót bằng vải gai. Mặc sát người. Thắt nưng bằng vải gai. Thắt quanh người và đội một cái khăn bằng vải gai. Vì các món này đều thánh nên Aaron phải tắm mình trong nước trước khi mặc vào. Cộng đồng Israel phải đem đến cho người hai con dê đực làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực làm của lễ thiêu. Aaron phải dâng con bò được làm sinh tế chuộc tội cho chính mình và cho nhà mình. Sau đó người sẽ đem hai con dê trình trước mặt Chúa tại cửa trại hội kiến người sẽ rút thăm giữa hai con dê để biết con nào thuộc về chúa và con nào gánh tội. Aron dâng con dê đã trúng thăm chuộc tội về chúa để làm sinh tế chuộc tội nhưng con chúng thăm là con dê gánh tội vẫn còn sống được trình cho chúa và được dùng để chuộc tội bằng cách thả nó ra sa mạc làm con dê gánh tội. Aaron sẽ dẫn con bò được dùng làm sinh tế chuộc tội cho mình đến rồi diễn nó và dâng lên để chuộc tội cho chính mình và nhà mình. Người sẽ lấy than đang cháy trên bàn thờ, bỏ đầy nước hương và bốc hai nắm hương thơm say mịn và đem vào phía sau bức màn. Người phải bỏ hương vào lửa trước mặt chúa để khói hương bay lên phủ kín nắp chuộc tội trên dương giao ước, nhờ đó người khỏi chết. Người phải lấy một ít huyết của con bò đực dùng ngón tay dày huyết lên trên phần đầu nắp chuộc tội, rồi cũng dùng ngón tay dày huyết bảy lần chiếc nắp này. Sau đó Azon sẽ giết con dê đực làm của lễ chuộc tội cho dân chúng, đem huyết nó vào phía sau bức màn và dày huyết trên nắp chuộc tội và chiếc nắp ấy như người đã giày huyết con vò đực Như vậy người làm lễ chuộc tội trong nơi thánh vì tình trạng ô uế và vi phạm của dân Israel và vì đủ thứ gian ác của họ. Người cũng chuộc tội cho trại hội kiến vì nơi này cũng ở giữa sự ô uế của họ. Không ai được phép có mặt trong trại hội kiến từ khi Aaron vào cho đến khi đã làm xong lễ chuộc tội trong nơi thánh cho chính mình, cho nhà mình và cho toàn thể dân Israel và từ đó đi ra. Sau đó Aaron đến trước bàn thờ trước mặt Chúa và làm lễ chuộc tội cho bàn thờ. Người sẽ lấy một ít huyết con vò đực và một ít huyết con dê đực bôi trên tất cả các sừng bàn thờ. Người sẽ lấy ngón tay giải huyết bảy lần trên bàn thờ, tẩy sạch và thánh hóa bàn thờ khỏi số hối của dân Israel. Con dê mang tội. Khi đã làm xong lễ chuộc tội cho nơi thánh, trại hội kiến vào bàn thờ. Aaron sẽ đem con dê được còn sống đến. người đặt hai tay trên đầu con dê xưng nhận tất cả gian ác và vi phạm của dân israel để các tội lỗi đó trên đầu con dê và giao nó cho một người đã chỉ định để thả vào sa mạc. con dê sẽ mang trên nó tất cả tội lỗi của họ và được dẫn đến một nơi cô tịch. tại đó người kia sẽ thả cho nó đi trong sa mạc, rồi Aaron đi vào trại hội kiến, cởi ra tất cả những y phục bằng vải gai người đã mặc trước khi vào nơi thánh và để tất cả các y phục này ở đó, người sẽ tắm trong nước tại một nơi thánh, mặc lại y phục thường của mình, rồi dâng của lễ thiêu cho chính mình và cho nhân dân để chuộc tội cho chính mình và cho nhân dân và đốt mỡ của sinh tế trục tội trên bàn thờ người đã đem thả con dê gánh tội trong sa mạc phải mặc áo sống tắm trong nước và sau đó mới được phép trở vào doanh trại con vỏ đực và dê đực dùng làm sinh tế trục tội mà huyết đã được Azon đem vào nơi thánh làm nơi trục tội sẽ được đem ra bên ngoài doanh trại và đốt đi cả hai thịt và phân người đốt hai con sinh tế này phải giặt áo sống và tắm trong nước sau đó mới được trở vào doanh trại giữ ngày lễ chuộc tội đây là một quy luật vĩnh viễn vào ngày 10 tháng 7 mọi người kể cả người bản xứ lẫn người ngoại kiều đều phải thực hành khổ hạnh nghỉ tất cả các công việc vì trong ngày đó các ngươi được chuộc tội và tẩy sạch tất cả tội lỗi mình. Trước mặt Chúa các ngươi được tẩy sạch, đó là một ngày sa nghỉ ngơi, và các ngươi phải thực hành khổ hạnh. Đây là một quy luật vĩnh viễn, thầy tế nế được sức giàu và tấn phong để kế nghiệp cha mình làm thầy tế nễ sẽ đứng ra làm lễ chuộc tội. Người ấy sẽ mặc bộ áo lễ thánh bằng vải gai và làm lễ chuộc tội cho nơi trí thánh trại hội kiến bàn thờ cho các thầy tế lễ và cho nhân dân đây là một quy luật vĩnh viễn cho các ngươi lễ trực tội phải được thực hiện mỗi năm một lần vì tội của dân israel nên hãy được thực hiện đúng theo mạng lệnh chúa đã truyền cho môi xe